Chào mọi người, chào mừng các bạn đã lại với kênh Đại Vương. Thì trong video trước á, mình đã hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách là đăng nhập wifi mà không cần mật khẩu. Thì có một số bạn kêu là không đăng nhập được bởi vì cái nút mà WPS này không bật được, đó là không bật để sáng lên được. Thì trong một số modem á, thì cái nút WPS nó tự mở, và một số trường hợp á, là chúng ta phải cài đăng nhập vào trong mới được. Chúng ta phải vào can thiệp vào hệ thống trang chủ của cái cục phát wifi này thì chúng ta mới mở được. Thì làm sao mà mở được cái nút này? Thì hôm nay Vương sẽ làm video này chia sẻ cho anh chị các bạn cách mà bật tắt cái nút mà WPS này để mà cho chúng ta đăng nhập wifi dễ dàng mà không cần mật khẩu. Và mời anh chị các bạn cùng theo dõi video này nhé. Và trước hết chúng ta muốn cài đặt được cái nút mà WPS ấy, thì chúng ta phải kết nối với cái cục phát wifi đó trước. Chúng ta tìm vào phía dưới cái cục phát wifi có cái địa chỉ IP và chúng ta nhập cái địa chỉ IP vào nha. Địa chỉ IP của nó là sẽ là 192.168.1.1. Chúng ta nhập cái username và password nha. Username ở đây là mình đã lưu rồi. Các bạn nào chưa lưu thì có nhập đầy đủ admin, và password là nó có dưới cái đế của cục phát wifi đó. Rồi, chúng ta login nha. Rồi chúng ta bấm vào nút Advanced Setup. Và tiếp theo đó chúng ta bấm vào cái chữ Network nha. Đó. Network thì nó có cái chữ WLAN này, chúng ta bấm vào chữ WLAN. Plan, chúng ta ra WPS. Rồi có WPS á, như đây là Vương đang bật cái chế độ mở mà các bạn muốn mở. À, nó có chức điện này. Đây là disk nè. Disable á là cái này là không kết nối này. Còn cái này nó để chữ PBC là kết nối. Thì chúng ta muốn kết nối thì chúng ta để này, còn muốn tắt thì chúng ta để này, và chúng ta bấm xong là xong. Là nó sẽ báo là thành công đó, và chúng ta muốn bật này chứ bật lên là xong. Và chúng ta muốn kết nối thì chúng ta chỉ cần bấm nút giữ cái nút WPS trên cục phát wifi, và chúng ta chờ khi nào có đèn nó sáng lên là nó thành công. Và video hôm nay mình đã hướng dẫn xong cho anh chị và các bạn cách bật tắt mở cái nút WPS trên cục phát wifi của Viettel. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ cho anh chị và các bạn nào chưa biết cách mà bật tắt cái nút WPS để biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.